Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau một loạt những động thái thay máu Bộ Công an, Bộ Công an vừa ra một loạt quyết định thay hàng loạt giám đốc công an tỉnh. Chân dung của 12 đại tá vừa được bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh vừa qua. Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động bổ nhiệm nhiều giám đốc công an tỉnh. Các tân giám đốc công an tỉnh đa phần đều không phải người của địa phương. Đây là điểm mới trong công tác nhân sự được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tiêu cực. Đại tá Lê Hồng Nam, tân giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, đại tá Hồng Nam sinh năm 1966, quê ở Bình Dương. Trước khi được điều động về làm giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, ông là giám đốc của công an tỉnh Long An. Ông có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, C03, Bộ Công an. Ông được điều động bổ nhiệm về làm giám đốc công an tỉnh Long An từ cuối năm 2018. Đại tá Võ Trọng Hải, tân giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Trước khi được điều động luân chuyển, đại tá Võ Trọng Hải là giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, sinh năm 1968, quê ở Đức Hòa, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân là lính trinh sát biên phòng, ông lần lượt được giao giữ các chức vụ đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phó chỉ huy trưởng rồi chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh. Tháng 3 năm 2019, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Vừa qua, ông được Bộ trưởng Công an điều động giữ chức Tân Giám đốc Công an Nghệ An. Đại tá Lâm Minh Hồng, Tân Giám đốc Công an tỉnh Long An, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đại tá Lâm Minh Hồng không chỉ giỏi về nhiệm vụ trấn áp tội phạm, ông còn có nhiều hoạt động xã hội như quyên góp tiền xây nhà tình nghĩa, giúp cho các gia đình chính sách, người có công và cán bộ, chiến sĩ, các công tác trong lực lượng công an gặp nhiều khó khăn về nhà, ở và vươn lên ổn định trong cuộc sống. Đại tá Nguyễn Viết Giang, tân giám đốc công an tỉnh Lai Châu, trước khi được bổ nhiệm đại tá Giang là phó giám đốc công an tỉnh Hà Giang. Trước nữa, ông giữ chức trưởng phòng bảo vệ chính trị công an tỉnh Hà Giang. Đại tá Hà Văn Tuyên, tân giám đốc công an tỉnh Bắc Cạn, trước khi được điều động đại tá Hà Văn Tuyên là giám đốc công an tỉnh Lai Châu. Ông trải qua nhiều chức vụ ở cơ quan công an tỉnh Cao Bằng như trưởng phòng bảo vệ chính trị, trưởng công an huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Ngày 20 tháng 1 năm 2020, ông nhận quyết định của Bộ trưởng Công an Tô Lâm về việc điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông sinh năm 1976, quê ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Năm 2016, đại tá Đinh Văn Nơi là phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ. Ông cũng là người thường xuyên đến thăm tặng quà cho các hộ gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân giám đốc công an tỉnh Hà Nam. Ông sinh năm 1969, quê ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trước khi được bổ nhiệm, ông là phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Ông nổi tiếng đất cảng với nhiều vụ án cũng như trực tiếp trấn áp tội phạm. Đại tá Tráng A Tủa, tân giám đốc công an tỉnh Điện Biên. Ông sinh năm 1966, quê ở Tuần Giáo, Điện Biên, tốt nghiệp thạc sĩ luật chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc, ông là phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên. Đại tá Tráng A Tủa trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được biết là trưởng ban tuyên án, ban chuyên án chỉ đạo nhiều vụ thảm sát ở Điện Biên, trong đó gồm có vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên gây rúng động dư luận. Đại tá Đỗ Triệu Phong, tân Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Ông sinh năm 1967, quê ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước khi được bổ nhiệm, ông là Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an. Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang thay Thiếu tướng Bùi Thuyết Minh, nữ tướng Công an đầu tiên, nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 7.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, tân giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, ông sinh năm 1967, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm chức giám đốc công an tỉnh Quảng Bình, ông là phó giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông là người tiên phong trong việc kêu gọi người dân hiến máu cứu người. Đại tá Nguyễn Văn Thanh, tân giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, ông sinh năm 1967, quê ở Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Trước khi bổ nhiệm, ông là phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại tá Lê Khắc Thuyết, tân giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, ông sinh năm 1967, quê ở Yên Thành, Nghệ An. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh, ông là giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Ông được bổ nhiệm thay đại tá Võ Trọng Hải sang làm giám đốc công an tỉnh Nghệ An. Đại tá Lê Khắc Thuyết được xem là khắc tinh của các đường dây buôn bán ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chủ trương 100% giám đốc công an không phải là người địa phương, ai sẽ là kẻ được lợi trong quá trình bổ nhiệm này? Từ năm 2019 đến nay đã có hàng chục trường hợp bổ nhiệm mới luân chuyển giám đốc công an tỉnh là người từ địa phương khác. Đây là sự thay đổi 180 độ của Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam về nhân sự Bộ Công an trong lịch sử từ trước đến nay. Trong bối cảnh đấu đá phe nhóm trước Đại hội 13, ai sẽ được hưởng lợi từ chủ trương này? Theo quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự tin cậy đối với lực lượng vũ trang mà nhất là ngành công an, thì nhân sự chủ chốt ở địa phương phải là người tại chỗ và đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương. Từ trước đến nay, dù có luật lệ quy định quyền bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh, thành phố thuộc Bộ Công an, tuy nhiên thực tế quyền bố trí chủ yếu thuộc về các tỉnh ủy, thành ủy và người được lựa chọn cơ cấu thông qua các đại hội đảng, bộ. Thực chất, Bộ Công an chỉ ra quyết định bổ nhiệm chuẩn y và việc bổ nhiệm này tiến hành sau đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố. Việc điều động thay đổi lãnh đạo công an tỉnh, thành trong giữa nhiệm kỳ rất hiếm xảy ra, chỉ có thể là các trường hợp bị kỷ luật hoặc do nhu cầu bổ sung cho các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ. Trong trường hợp này, người thay thế vẫn là người địa phương do cấp ủy chọn lựa và giới thiệu. Việc đưa cán bộ từ các cơ quan của Bộ Công an hoặc từ tỉnh này sang tỉnh khác lại ít khi xảy ra. Riêng ở Sài Gòn, vốn là thủ đô của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hiếm các nhân tố có đủ tiêu chuẩn lý lịch của ngành công an, nên giám đốc công an hầu hết là người có nguồn gốc của tỉnh lân cận như Long An, Nguyễn Chí Dũng, Lê Đông Phong, Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Chí Thanh, nhưng đa phần phải có quá trình dài công tác ở Sài Gòn. Ngoài Mai Chí Thọ là người miền Bắc vào Nam từ kháng chiến chống Pháp, thì Sài Gòn chưa có giám đốc công an người miền Bắc. Thế nhưng, từ năm 2019 bắt đầu có sự thay đổi căn bản, nhiều tỉnh thành có giám đốc công an được bổ nhiệm và đa số là từ các cơ quan của bộ hoặc từ các tỉnh thành khác. Thí dụ như bổ nhiệm đại tá Nguyễn Ngọc Vân, phó giám đốc công an tỉnh Phú Thọ đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Sơn La. Điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Thanh Trường, phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an về giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, một số cán bộ từ Bộ Công an được điều động về tỉnh nhỏ làm bước đệm để sau đó bố trí về các tỉnh thành quan trọng hơn. Thí dụ, đại tá Vũ Hồng Văn là phó chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động K20 Bộ Công an, được đưa về làm giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, sau đó điều động về làm giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu thuộc Bộ Công an, được điều động và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Long An, và từ đầu năm 2019 đến ngày 26 tháng 6 vừa qua được bổ nhiệm làm giám đốc công an ở thành phố Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên công an ở Sài Gòn có lãnh đạo là người miền Bắc, đồng thời một phó giám đốc công an tỉnh An Giang được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh Long An. Chưa tính đến hai trường hợp Long An và Sài Gòn, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Công an đã bổ nhiệm 15 giám đốc công an tỉnh thành.
Thiếu tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an cho biết đây là chủ trương của Đảng, hiện đang thực hiện 100% giám đốc công an không phải là người của địa phương. Vì sao Đảng có chủ trương thay đổi 180 độ việc bố trí nhân sự lãnh đạo công an địa phương vốn đã hình thành nề nếp hơn nửa thế kỷ qua? Phải chăng đây là một trong những biện pháp tập trung quyền lực về trung ương, chống lại tình trạng cắt cứ, cục bộ, lạm quyền hoặc thỏa hiệp từ các địa phương? Thực tế cho thấy việc cấp ủy địa phương quyết định nhân sự công an tỉnh thành sẽ hạn chế, thậm chí gây nguy cơ cho hoạt động công an khi đấu tranh với sai phạm lãnh đạo địa phương, thậm chí còn bị trù dập. Thí dụ điển hình là vụ thiếu tướng Trần Văn Thanh, cựu giám đốc công an thành phố Đà Nẵng, rút ruột cầu sông Hàn, một vụ án tham nhũng gây chấn động Đà Nẵng được cho là có liên quan đến chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lúc đó là ông Nguyễn Bá Thanh. Sau đó dù đã chuyển về Bộ Công an làm tránh thanh tra vẫn bị người kế nhiệm tại Đà Nẵng khởi tố và bị tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử. Bị cáo Trần Văn Thanh bị tuyên 18 tháng tù treo vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ngày 20 tháng 7 năm 2009, mặc dù ông Trần Văn Thanh bị tai biến và có hai bệnh viện của công an đã xác nhận là tướng Thanh không đủ sức khỏe để dự phiên tòa, nhưng vị thiếu tướng công an vẫn bị đưa đến tòa, được tổ chức tại nhà hát Trưng Vương. Trên xe cứu thương trong tình trạng hôn mê, thở oxy và phải truyền dịch để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ra tòa. Một trường hợp ngược lại là sự cấu kết thỏa hiệp giữa lãnh đạo công an và lãnh đạo địa phương sẽ làm phát sinh tình trạng tham nhũng, lạm quyền và nhiều tiêu cực xã hội khác kéo theo dài nhiều năm sau, có thể không xử lý được như trường hợp của Đại tá Trần Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa qua. Nếu nguyên nhân việc thay đổi về bố trí giám đốc công an không phải là người địa phương nhằm vào mục đích chống tham nhũng, tiêu cực thì đây là bước tiến của Đảng cầm quyền. Tuy nhiên, việc này không phải là một điều mới. Theo cổ luật thì đời Lê Thánh Tông, luật Hồng Đức đã quy định luật hồi tị cấm quan chức có nhiều người thân cùng làm chung một nha môn, một địa phương. Đời Minh Mạng còn triệt để hơn, chi tiết hơn, trong đó có việc quan chức không được giữ chức vụ nơi quê quán của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Trong chế độ độc đảng Cộng sản Việt Nam, quyền lực tập trung trong tay của một nhóm quyền chuyên chế, thiếu minh bạch, không có sự giám sát của các cơ quan dân cử thực sự. Thực quyền và Quốc hội, Hội đồng Nhân dân chỉ là những tổ chức hình thức giả hiệu thì việc luân chuyển bổ nhiệm giám đốc công an người ngoài tỉnh vẫn vô nghĩa. Các nhóm lợi ích cấu kết với nhau vẫn cứ xảy ra êm thắm nếu quyền lợi được phân chia sòng phẳng. Trong bối cảnh cuộc đua nước rút tiền Đại hội 13, cuộc tranh giành những chiếc ghế quyền lực ở trên cao, trụ hạng trong đại hội, thì việc thay đổi này là cơ hội vàng cho tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Đa số những tân giám đốc công an tỉnh thành đều còn rất trẻ, cấp hàm hầu hết chỉ là đại tá trở xuống. Con đường thăng tiến còn dài, còn nhiều thứ bậc cao hơn về cấp hàm thiếu tướng, trung tướng, về chức vụ cao hơn, và tất cả các bước đường đó đều phải thông qua sự chuẩn thuận, ủng hộ của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Trước mắt họ mang ơn Tô Lâm ban cho họ cơ hội, tiếp theo họ cần Tô Lâm giúp đỡ. Chắc chắn họ là đội ngũ trung thành với Tô Lâm chứ không phải là với dân tộc hay đảng, và nhất là với cả Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Họ bắt buộc phải trung thành, tận tụy phục vụ theo yêu cầu của Ngài Bộ trưởng Tô Lâm. Với các quan chức lãnh đạo địa phương hiện nay, không nhiều thì ít, ai cũng có sân trước sân sau. Hầu hết các quan chức địa phương và gia đình họ nhất định sẽ có lạm quyền trong chiếm đất, nhũng nhiễu tiền của dân, ít nhiều có quan hệ qua lại với các đại gia. Tất cả những việc làm đó nhất định không lọt qua được đôi mắt nhà nghề của công an. Chính vì vậy, không chỉ các tân giám đốc công an mà lãnh đạo 61 tỉnh thành cũng phải trung thành ngoan ngoãn với Tô Lâm. Ít nhất là việc phải dồn phiếu tối đa, ủng hộ tối đa để Tô Lâm tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa, nếu như không được ngồi vào ghế tứ trụ.
So với các ứng viên khác, con đường vào tứ trụ của Tô Lâm rộng mở hơn. Mọi ứng viên khác trong Bộ Chính trị, Tô Lâm chắc chắn nắm trong tay sự ủng hộ của đoàn đại biểu 61 tỉnh thành trên cả nước. Ngoại trừ tổng chủ dùng chiêu như đã từng áp dụng với người tử tế, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong Đại hội 12 đưa ra quy chế ứng cử bầu cử để Tô Lâm không còn tự ứng cử. Nếu không chặn được Tô Lâm vào phòng sách dép thì cả tổng chủ rồi Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa chắc đạt được mức ủng hộ của các đại biểu Quốc hội so với Tô Lâm hiện nay. Ván bài luân chuyển cán bộ, chiêu thức gây khó đối với tổng chủ Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng trong Đại hội 12, tuy có thắng được người tử tế nhưng đã có quá nhiều khe hở để cho Trịnh Xuân Thanh và hàng chục tướng lãnh tiêu cực có điều kiện leo cao trèo sâu. Ván bài luân chuyển của cán bộ công an tại sợ lại sơ hở quá mức, giúp cho Tô Lâm thêm quyền lực để trở thành một hiệp sĩ bất khả chiến bại. Nhưng đó vẫn là chuyện tranh giành chức vụ của Đảng. Với người dân thì mọi thay đổi đều vô nghĩa, vì chính quyền và Đảng cầm quyền với họ đều vô nghĩa. Trong thời gian vừa qua, thế giới đang nóng lên, đang trở nên hỗn loạn và bất an bởi nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch virus Vũ Hán và vấn đề chống phân biệt chủng tộc, hay nói khác đi là cuộc nổi dậy của người da đen ở Hoa Kỳ và những biến đổi khí hậu. Nguy cơ nhân họa Trung Quốc đã đẩy thế giới đến chỗ biến động một cách bất thường. Và lúc này, Việt Nam vẫn mọi thứ đâu vào đó, virus Vũ Hán vẫn không làm lay chuyển đời sống của người dân như các quốc gia khác. Một số vấn đề chính trị bị thít chặt hơn nhằm tránh tình trạng hỗn loạn. Thế nhưng, dường như mọi thứ vẫn không có gì bảo đảm rằng Việt Nam bình yên, Việt Nam không bất an. Vì sao? Vì nhân tâm. Vấn đề cuối cùng là tiên yếu của quốc gia nằm ở nhân tâm. Bởi nhân tâm là điểm hội tụ, là câu trả lời của mọi vấn đề. Nhưng vấn đề nhân tâm tại Việt Nam hiện nay ra sao? Có thể nói rằng đất nước này không may mắn khi vấn đề nhân tâm bị mắc kẹt, bị chênh lệch và thậm chí so le giữa các thế hệ. Đương nhiên là có quá nhiều luồng nhân tâm đối lập, mâu thuẫn, nhưng có ba luồng chính đã dẫn đến tình trạng hiện nay. Luồng hậu quân chủ tập quyền, luồng trí thức trẻ và luồng cộng sản. Giữa ba luồng thế hệ này chưa bao giờ có tiếng nói chung và cũng chưa bao giờ tìm được một mặt bằng nhân tâm cho quốc gia. Ở luồng thứ nhất, tức luồng hậu quân chủ tập quyền, mà người ta còn nhầm tưởng là luồng hậu phong kiến, bởi Việt Nam chưa bao giờ đạt được trình độ chính trị phong kiến, cũng chưa bao giờ có được nền chính trị phong kiến. Mọi thứ tạo ra bởi các vua chúa đều chỉ dừng ở mức quân chủ tập quyền. Quyền lực tập trung vào một người, một nhóm người và quyền lợi cũng xoay quanh nhóm người đó. Những trí thức, người có công với chế độ được thâu nộp làm quan lại của triều đình, được cấp đất nhưng chưa bao giờ có được sự phong tước hiệu, ban cho điền thổ một cách độc lập như các nhà nước phong kiến, nghĩa gốc của nó là phong tước và kiến địa. Vì giới quan lại của Việt Nam trong thời quân chủ tập quyền, họ không có quyền lực tập độc lập trên tài sản, không có danh dự hệ tộc và cũng chưa từng bước vào đời sống quý tộc theo đúng bản chất của nó, nên họ không có tinh thần và hành xử quý tộc, kể cả vua chúa cũng không có được đời sống và phong thái quý tộc. Vua dễ đầu hàng trước giặc lớn, quan dễ xu nịnh vua và dễ làm kẻ phản bội, bán nước. Cả vua và quan không lấy quốc gia dân tộc làm mục tiêu phấn đấu mà dựa vào sự cung phụng thiên tử. Và khi thiên tử mất quyền, họ có thể dựa dẫm vào một thế lực khác, kể cả thế lực ngoại bang. Trong trường hợp này, các trí thức thời, các trí sĩ sẽ bị loại ngay từ chứng nước và mọi hoạt động của họ, khó mà tìm được sự đồng cảm của các đồng môn, đồng liêu. Về phía người dân, có thể nói đại đa số người dân lao động, nông dân thời này bị mắc kẹt trong hệ lụy chiếu quân chủ tập quyền và thuộc địa. Họ tin vào bề trên, tức là quan lại và nhà vua. Tin vào lộc của bề trên, cho dù là rất nhỏ, họ cũng là một loại nô lệ của quân chủ tập quyền.
Và trước khi bước vào thời đại cộng sản, dường như thành phần hậu quân chủ tập quyền lại rất nhanh thích ứng. Họ chờ đợi và khoản tài trợ dù rất nhỏ từ nhà nước, từ Đảng Cộng sản. Họ cũng là những người sẵn sàng tham gia đấu tố người thân khi Đảng Cộng sản yêu cầu nhằm mục đích cầu vinh, cầu tài. Điều này dẫn đến tình trạng đối lập mâu thuẫn về mặt tư tưởng hết sức lớn giữa thế hệ hậu quân chủ tập quyền quen với nếp sống bao cấp xã hội chủ nghĩa với thế hệ trí thức trẻ. Các trí thức trẻ muốn bứt thoát ra khỏi thứ vòng kim cô của chế độ cộng sản, một mặt họ lại muốn phải luồn sâu trèo cao vào hệ thống đảng để bảo đảm không bị trầu rìa xã hội. Mặt khác, họ tự giải quyết mâu thuẫn nội tại bằng cách im lặng ăn tiền. Ngoại trừ một nhóm trí thức khá ít ỏi chọn cách thế tự do, không vướng bận quyền lực và nhà nước, họ sinh hoạt và trong đó có cả tham gia đấu tranh để tìm hướng đi cho dân tộc. Tuy nhiên, lực cản lớn nhất của họ chính là thế hệ trước họ. Một thế hệ đã mệt mỏi, già cỗi, trông chờ vào lộc trời và lộc nhà nước. Đây là chỗ mà thế hệ trẻ khó chấp nhận nhưng lại phải chung sống để chờ thời gian xoa dịu mọi thứ. Nhưng có vẻ như càng chờ đợi thì càng mâu thuẫn lại càng phát triển. Nhưng đáng sợ hơn cả chính là thế hệ cộng sản và hậu cộng sản. Nếu như cựu Đảng Cộng sản đã lùi sau bức màn lịch sử để hưởng thụ thì thế hệ sau họ không chỉ dừng ở mức thế vị, tiếp nối quyền lực của thế hệ trước mà họ còn là một mặt mở rộng địa bàn quyền lực. Mặt khác, họ tạo ra các chân rết bóc lột các thành phần còn lại của dân tộc để vừa tạo nền đế chế quyền lực về tài chính, mặt khác nhằm giật mặt những nhóm thái tử đảng đối phương. Và cuộc giằng co này mang đến một bầu không khí hết sức lộn xộn, bất an. Từ việc thao túng đất đai tạo ra những đường dây cò đất, cò dự án trong hệ thống nhà nước cho đến tạo ra một hệ thống chân rết đồ sộ trong giới xã hội đen và cả việc họ ẩn danh làm đầu lĩnh của đường dây buôn bán ma túy, mua chuộc giới an ninh, công an và sử dụng dân xã hội đen như một thứ tay chân đắc lực. Dụng chữ như bởi khi cần thiết thì dân xã hội đen trở thành con thịt của họ sớm nhất có thể. Hầu hết các nhóm lợi ích, hay nói khác đi là nhóm thuộc thế hệ hậu cộng sản và thế lực chi phối mọi thứ trong nền xã hội hiện nay, mức độ chi phối của họ phát triển nhanh đến độ họ không thể quản lý, cũng có lúc họ trở thành nạn nhân của đàn em xã hội đen của chính họ. Không thiếu các vụ thanh toán giết nhau bởi ăn chia không sòng phẳng và đám xã hội đen bên dưới trở cờ, quay lưng sang phục vụ cho đàn anh thế lực đỏ mới, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Và với không khí hiện tại, nếu nhìn từ bên ngoài thì Việt Nam rất bình an, tránh được đại dịch virus Vũ Hán và ổn định chính trị. Nhưng trên thực tế, việc thít chặt bắt bớ các nhóm hoạt động dân chủ gây sức ép với các tôn giáo và luân chuyển và tuyên bố đảng được lòng nhân dân cho thấy rằng sự bất an đã lan rộng trong kiến trúc thượng tầng chính trị ở Việt Nam hiện nay. Hiện tại, vấn đề Liên minh Cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang đứng trước thế trên cát dưới bùn. Chẳng biết dựa vào đàn anh nào, không chừng đàn anh lại là kẻ chơi mình trước để thôn tính cả dân tộc. Ngược lại, nếu dựa vào phương Tây thì đàn anh Trung Quốc lại càng có cơ hội để gây hấn. Trước khi đó, khả năng kháng cự của Việt Nam trước Trung Cộng là gần như không có, bởi hầu hết những thành phần đặc quyền, đặc lợi đều là đám hèn nhát sẵn sàng bán đứng bề trên để theo thiên triều Trung Cộng. Và đây là bài toán hóc búa nhất cho Việt Nam, giả sử như ông Nguyễn Phú Trọng là một người ái quốc, chịu miệng tiếng do hiểu lầm lâu nay và ông muốn xây dựng Việt Nam thành một quốc gia lành mạnh, phát triển và có dân chủ trong tương lai. Bởi trở lực lớn nhất của Nguyễn Phú Trọng hiện nay không phải là chuyện bầu bán, mà là chuyện lợi ích nhóm và khả năng sống sót của ông sau Đại hội 13. Mọi chuyện rất khó lường. Và đáng sợ hơn là trong lúc này tình hình thế giới, khu vực đều nóng như cái chảo lửa. Trung Quốc muốn nuốt trọn Biển Đông trong khi nội bộ của họ cũng lắm vấn đề. Điều này
càng thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc mạnh tay quyết tâm hơn trong việc độc chiếm Biển Đông nhằm đánh lạc hướng tâm lý của nhân dân. Thì tại Việt Nam, giả sử có biến, mọi chuyện sẽ xấu đi một cách khủng khiếp. Bởi ở đây không phải là cuộc đối đầu của các thế lực trong đất nước mà có dân chủ, tôn trọng luật chơi dân chủ, mà là cuộc đối đầu của một thế lực không có luật chơi đang có nguy cơ thương vong trước một cộng đồng cũng không có luật chơi. Mọi thứ đều tự phát và không ngoại trừ các thành phần hồi của đang núp bóng dân chủ hoặc núp bóng một loại danh nghĩa văn minh tiến bộ nào đó. Mọi thứ trở nên rối ren bởi ở một quốc gia cấm người dân sử dụng súng nhưng lại có rất nhiều súng trong dân. Buôn ma túy xếp vào tội tử hình nhưng nó được mệnh danh là thủ phủ ma túy của khu vực. Một đất nước mà đảng cầm quyền luôn đưa ra các mục tiêu, chủ trương làm trong sạch hệ thống, bộ máy của nhà nước nhưng lại khó có được bộ máy hay hệ thống nhà nước nào tham nhũng, đục khoét, thối tha hơn nó. Một bộ máy cầm quyền luôn miệng nói về dân chủ nhưng lại bóp nghẹt dân chủ bất kỳ thời khắc nào. Một đất nước mà công an nhiều vô kể, nhà tù tòa án cũng nhiều vô kể, nhưng tội phạm cũng nhiều không thể đếm xuể và án oan có mặt ở mọi ngóc ngách trong địa tầng xã hội. Một đất nước mà các ông nghị gật luôn làm chủ diễn đàn quốc hội. Một đất nước mà nhân tâm nát bét như vậy, liệu có ai đủ dũng cảm để không bất an? Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để số thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.